Đám cháy tại Hoàng Mai vào rạng sáng ngày 16 tháng 6 là cháy cột điện nên người dân gặp khó trong công tác dập lửa. Theo thông tin ban đầu, vào rạng sáng ngày 16 tháng 6, trên địa bàn phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội đã bất ngờ xảy ra một vụ cháy cột điện. Vụ cháy xảy ra vào thời điểm người dân đều đã đi ngủ nên khi được phát hiện đám cháy đã bùng phát dữ dội. Đáng chú ý, do sự cố lần này là cháy điện nên người dân cũng khó có thể tự xử lý do cháy điện không giống như cháy bình thường. Nếu dập không cẩn thận có thể bị giật hoặc khiến thiết bị điện phát nổ. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, người dân cũng đã thông báo ngay cho chính quyền địa phương và lực lượng chức năng. Để đảm bảo an toàn, khu vực xảy ra vụ cháy tại Thịnh Liệt sẽ bị ngắt điện, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp cũng xử lý được đám cháy, dập lửa ngăn cháy lan ngay sau đó. Hiện nguyên nhân vụ cháy tại Thịnh Liệt, Hoàng Mai xảy ra vào rạng sáng ngày 16 tháng 6 đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ. Để xử lý đám cháy do chập điện, người dân trước hết phải tìm cách ngắt nguồn điện, nếu cháy cột điện phải liên hệ đơn vị quản lý điện lực của khu vực. Trong trường hợp nguồn điện chưa ngắt không được dùng nước để dập lửa, người dân chỉ nên sử dụng cắt hoặc dùng bình chữa cháy dạng bột ký hiệu E, có tính chất cách điện và không gây độc hại, tuy nhiên bình E chỉ phù hợp với đám cháy nhỏ. Người dân đặc biệt lưu ý không được sử dụng nước để dập cháy điện vì có thể làm tăng nguy cơ giật điện. Ngay khi phát hiện đám cháy, gọi ngay cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và thông báo cho mọi người xung quanh. Di chuyển người và các vật dễ cháy ra khỏi khu vực đám cháy đến nơi an toàn khi thấy dấu hiệu nguy hiểm hoặc đám cháy lan rộng.